Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với nhà hàng Thế Giới Steak tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy đây là menu chính của quán, bao gồm tất cả các loại steak của bò, cá sấu, nai, cừu, gà, cá ngừ, đà điểu. Thì giá dao động từ khoảng 80.000 đến mắc nhất là 120.000, ngoài ra còn các loại nước uống, nước ngọt và bia. Thì xin mời các bạn hãy cùng gia đình mình thưởng thức món beef steak tại nhà hàng Thế Giới Steak này nhé. Xay rau ở đây, xay rau mỡ ngay đây nè. Ra đây. Cái gì? Lát nữa chị hai ăn cho. Cô ăn đi, cái nào cô ăn, ăn để ra này, để ra ngoài cho lại còn. Cái quan thì cái này để qua bên rồi nè, con ăn này bỏ lại nha. Rồi để đây xíu ha, để nhờ tí đi. Bây giờ không có chỗ đi ra ngoài mà con. Mày đâu có chỗ đâu đó. Xin nhớ để chỗ nào. Bây giờ con ăn cái gì nè. Để chỗ nào. Rồi mẹ tắt ra rồi con ăn đi. Tắt ra con ăn cái này đi. Rồi cái này mình bỏ qua. Mày có đây. Rồi. Đây nè. Rồi. Bạn phải để đấy nó mới đúng. Con ăn đây nè. Rồi ăn đi. Rồi xem tiếp đi con. Ăn đi con, ăn đi con, giỏi. Con không vào đây nữa, ba đang quay phim cho con nó ăn đi. Bây giờ là tới bạn Cường. Bạn Cường xin. Bà Cường ăn bánh mì tươi đi. Như nào ấy? Đây là bánh mì tươi nè. Quay bà Cường là ăn steak. Oh no. Hoa bạn Si nè. Bạn Su cho bạn Su. Bạn Si ơi, bạn Si đang ăn món gì đó? Bạn Si nhìn mẹ nè. Bạn Si đang ăn món gì đó? Quay ngang cho nó, bạn đi quay ngang cho nè. Bọt không? Mà làm hơi lâu. Để nửa tiếng hồ nè. Mù tạt vàng, rõ không vậy? Sốt mù tạt. Rõ không vậy? Quay rõ.
cuốn mít nữa. Salad vô tầm. Rồi. Ăn rồi cái sốt đến tím hay là dâu? Có rồi. Ăn ngon ha.